Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen tiếp với một khái niệm nữa, đó là khái niệm dòng hàng, xếp hàng các đối tượng ở trong Illustrator. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Đó là như tôi đã trao đổi với các bạn là một cái bản thiết kế thì khi mà chúng ta sắp xếp các cái đối tượng đơn giản với nhau thì nó sẽ tạo thành những tổ hợp phức tạp hơn. Và từ những cái tổ hợp phức tạp hơn đấy, chúng ta xếp với những tổ hợp phức tạp cũng tương tự như thế thì sẽ tạo lên những cái phức tạp hơn nữa, và nhiều cái thì cuối cùng nó sẽ trở thành một cái tổ hợp hoàn chỉnh là cái bản thiết kế. Thế thì cái thao tác rõ ràng là khi mà chúng ta làm thiết kế thì nhìn một cách thực đơn giản, có nghĩa là chúng ta sắp xếp các đối tượng nọ và các đối tượng kia theo một cái quy tắc, theo một cái quy luật nào đó. Thế thì việc sắp xếp này thì nó sẽ nhiều khi là nó sẽ theo một cái cách là gióng bằng trái, gióng bằng phải, gióng bằng đầu, gióng bằng đáy thế nào đó. Thế và cách làm khi mà chúng ta muốn làm những cái đối tượng như thế này thì chúng ta sẽ quan sát ở đây. Tôi đặt thử mấy cái đối tượng như thế này để chúng ta cùng quan sát cái cách sắp xếp vào dòng hàng như sau. Bây giờ tôi có, tạm thời tôi lấy ba đối tượng đó. Một đối tượng tôi để ở trên và lề trái, một đối tượng tôi để dưới lề phải, và một đối tượng tôi đặt khoảng giữa như thế này. Bây giờ tôi muốn sắp xếp các đối tượng này vào với nhau theo một cách nào đó thì tôi sẽ làm như sau. Tôi đầu tiên là tôi chọn cả ba đối tượng, tại vì khi mà chúng ta muốn sắp xếp các đối tượng với nhau thì tôi phải chọn các đối tượng đã, chứ không thì nó sẽ không thể biết được là sắp xếp đối tượng nào và đối tượng nào. Tôi lấy ví dụ như ở trên màn hình chúng ta đang có bốn đối tượng, thì nếu mà chúng ta không chọn thì hoặc là nó sẽ có nó sẽ không hiểu được là chúng ta muốn làm với đối tượng nào. Vậy thì trước khi mà thao tác thì tôi phải chọn những đối tượng mà tôi muốn thực hiện thao tác đó đã. Thế và sau khi mà các bạn chọn các đối tượng này thì các bạn quan sát lên trên thanh option ở phía trên thì các bạn sẽ nhìn thấy là xuất hiện một loạt các cái biểu tượng hỗ trợ cái việc dòng hàng nằm ở trên này. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện lại dòng hàng như sau. Dòng hàng thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta nhìn rất rõ dòng lề trái này, dòng lề phải này, dòng giữa theo trục đứng này, dòng đỉnh này, dòng đáy này, và dòng giữa theo trục ngang. Thế thì đấy là mấy cái biểu tượng nó mô tả cái sự dòng hàng rất là rõ. Tôi thử dòng bên trái thì xem. Bây giờ tôi bấm vào biểu tượng dòng trái thì các bạn sẽ nhìn thấy là các đối tượng của chúng ta chạy sang và nằm ở bên trái như thế này. Bây giờ tôi gióng lề phải, tôi bấm vào phải thì sao? Thì các đối tượng nằm ở bên trái hoặc nằm ở giữa chạy sang là bám theo lề phải. Bây giờ tôi bấm là gióng giữa đi thì các bạn sẽ thấy là thằng trái và thằng phải đều chạy vào giữa để gióng vào với giữa. Như vậy là trong cái phép gióng hàng như thế này thì chúng ta đang thấy là nó có một cái giá trị tương đối, có nghĩa là nếu mà tôi gióng trái hay tôi gióng phải hay tôi gióng giữa thì nó sẽ có một đối tượng nào đó đứng yên và các đối tượng khác chạy theo. Thế nhưng mà trong Illustrator thì trong trường hợp như thế này thì đối tượng nào đứng yên và đối tượng nào chạy theo thì nó phân biệt bằng cái vị trí tương đối đó. Nếu như thằng nào mà nằm ở lề trái ngoài cùng thì khi mà chúng ta gióng trái thì tất cả những thằng mà còn lại nó sẽ chạy theo để nó gióng trái của cái thằng trái nhất đó. Cũng tương tự như vậy, tất cả các đối tượng khác sẽ chạy theo để gióng theo cái cạnh phải của thằng phải nhất, và nếu mà ở giữa thì thằng nào nằm giữa nhất chạy đương nhiên, thế còn các thằng hai bên thì sẽ chạy vào. Cũng tương tự như thế, nếu như mà chúng ta gióng bằng cái lệnh là bằng đỉnh đúng không? Thì tất cả những thằng bên dưới chạy lên là để gióng bằng đỉnh của thằng cao nhất, hoặc ngược lại gióng bằng đáy chẳng hạn thì tất cả những thằng nào nằm phía trên sẽ chạy xuống và bằng đáy với thằng thấp nhất. Thế đây là cái gióng hàng mang tính tương đối. Nhưng thiết kế thì chúng ta không thể nào mà luôn luôn mà theo một cái thằng hoặc là cạnh trái ngoài cùng hoặc cạnh phải ngoài cùng như thế. Nó tồn tại rất là nhiều cái mà không chính xác theo ý chúng ta. Và do đó thì chúng ta sẽ cần một phương pháp khác, đó là phương pháp chỉ định cái đối tượng nghiêng. Thế chỉ định cái này thì Illustrator
nó gọi là key. Đó, tức là chúng ta sẽ chỉ một cái thằng nào đó và thằng đó đứng yên và tất cả những thằng còn lại sẽ gióng theo trái hoặc phải hoặc trên hoặc dưới hoặc giữa của cái thằng được chỉ định đó. Thế và để thực hiện việc này thì chúng ta quan sát lại thao tác. Đầu tiên là tôi chọn tất cả các đối tượng mà tôi muốn thao tác. Sau đó thì tôi sẽ chỉ định cái thằng đứng yên. Tôi lấy ví dụ là tôi chọn cạnh trái. Chọn cạnh trái bây giờ là tôi chọn cạnh trái của thằng màu đỏ này cơ, là thằng nằm phải nhất. Thì để chọn như thế thì tôi bấm thêm một lần. Để ý này, đây là các đối tượng chưa được chọn này, đây là một đối tượng được chọn này. Một đối tượng được chọn sẽ khác với cái đối tượng khác không được chọn là như thế nào, là xung quanh nó xuất hiện các cái tay nắm điều khiển của cái Bunny Box, cái tay nắm điều khiển. Thế còn nếu như hai cái cùng được chọn thì sao, thì cái Bunny Box này thì nó bao xung quanh của cả hai đúng không. Tôi chọn thêm một lần hàng nữa thì nó sẽ chọn bao cả ba. Đây mới chỉ là chọn ba đối tượng thôi, nhưng sau khi chọn xong rồi bây giờ tôi lại bấm thêm một lần vào riêng một thằng nào đó nữa thì cái Bunny Box này nó có bị mất đi không? Không mất đi, vẫn tồn tại. Nhưng riêng cái thằng mà được bấm vào lần thứ hai này thì nó sẽ có một cái đường viền màu xanh dày lên. Cái biểu tượng này, cái thể hiện này nó sẽ cho chúng ta biết được rằng đây là đối tượng được coi là key, là được lựa chọn. Và các bạn hình dung thử cho tôi là cái thao tác mà các bạn vẫn làm ở buổi chào cờ đầu tuần lúc các bạn học phổ thông đó. Các bạn sẽ nhận được một khẩu lệnh là gì? Nhìn trước thẳng để gióng hàng. Như vậy là thằng nào mà đứng sau một thằng khác thì sẽ nhìn thằng đứng trước mình để mà gióng theo cho nó thẳng hàng. Còn thằng đứng đầu hàng thì có thằng nào được nhìn không? Không có. Nó sẽ đứng im, nó cũng không cựa quậy gì cả và những người sau lưng nó phải nhìn theo nó để gióng hàng. Thế thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái thằng nào được coi là key cũng giống như thằng đứng đầu hàng ấy. Nó sẽ đứng im và tất cả trái của nó, phải của nó sẽ được lấy làm mốc để cho các thằng khác gióng theo. Và đây, bây giờ tôi bấm gióng này, trái này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là trái của thằng nằm ở cạnh phải này. Đấy, và ngược lại nếu như phải này thì bây giờ lại phải của thằng nằm ở cạnh phải này, giữa này là cũng của cái thằng nằm ở cạnh phải này chứ không phải là như ban đầu là thằng nào nằm lề trái nhất, thằng nào nằm lề phải nhất và thằng nào nằm giữa nhất. Đó. Và nếu các bạn quan sát lên đây một tí thì các bạn sẽ nhìn thấy xuất hiện cái biểu tượng của cái chìa khóa đây này. Đấy, cái key chính là gì đây? Khóa cứng của đối tượng lại và lấy nó làm mốc. Chúng ta sẽ có ba cái trường hợp đó. Đó là align to selection, tức là trái là của cả nhóm được chọn, phải là của cả nhóm được chọn, trên dưới là của cả nhóm được chọn, giữa là của cả nhóm được chọn. Thế còn cái align to key object là đối tượng key, đối tượng bị khóa lại và đối tượng đó không dịch chuyển, các đối tượng khác dịch chuyển theo cái đối tượng bị khóa đó. Thế còn cuối cùng chúng ta còn có một cái nữa là align to artboard. Trường hợp này nếu các bạn chọn thì nó sao? Ví dụ tôi chọn trường hợp này thì chỉ cần chọn một đối tượng cũng xuất hiện các cái biểu tượng là trái phải trên dưới giữa, nhưng trái phải trên dưới giữa này không phải là của các đối tượng được chọn hay là của một nhóm đối tượng nào đã được chọn và được key, mà nó là cái đối tượng nào đó hoặc nhóm đối tượng nào đó so với trang giấy làm việc. Lúc này trên dưới trái phải giữa là của trang giấy làm việc. Ví dụ tôi chọn đối tượng này và tôi gióng trái này thì các bạn sẽ thấy là nó nhảy để nó bám vào lề trái của trang giấy. Cũng tương tự như vậy, lề phải trang giấy, giữa của trang giấy, đỉnh của trang giấy, đáy của trang giấy và giữa theo chiều này của trang giấy. Như vậy là chúng ta có ba cái trường hợp khác nhau là để gióng hàng các đối tượng ở trong Illustrator với ba cái lựa chọn khác nhau: Align to Select Object, tức là gióng hàng các đối tượng theo nhóm đối tượng được chọn; Align to Key Object là gióng hàng theo một đối tượng được chọn đứng yên, được chỉ định đứng yên; và cuối cùng là gióng hàng theo trái phải trên dưới giữa của cái trang giấy làm việc. Thì có ba cái cách thức để các bạn gióng hàng như thế. Và đấy chính là cái thao tác gióng hàng. Thế còn nếu như mà chúng ta thay vì Align to Artboard, bây giờ chúng ta quay trở lại cái trường hợp đầu tiên là Align to Selection, hoặc là thì các bạn sẽ thấy là khi mà tôi chọn thì ngoài những cái lệnh mà gióng hàng trái phải trên dưới trước thì ở bên này nó còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa.
thì lệnh này là nhóm lệnh distribute, thì nó sẽ giúp các bạn là chia đều khoảng cách của các đối tượng được chọn. Bây giờ tôi có mấy đối tượng như thế này đó, mà tôi chọn nó thay vì giống hàng, thì bây giờ tôi chia khoảng cách. Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn cũng hình dung tương đối rõ là cái lệnh này nó sẽ giúp các bạn làm cái gì. Đây là chia đều khoảng cách, nhưng mà chia theo cách như thế nào? Từ đỉnh của đối tượng nọ đến đỉnh của đối tượng kia sẽ bằng nhau. Bây giờ tôi có bốn đối tượng và tôi bấm vào đây, các bạn sẽ thấy nó chia như thế này, chia như thế này. Đây, tôi nhấn Ctrl R để tôi gọi thước ra, và tôi sẽ kéo thước xuống. Đây là một cái này, đây là hai thước gióng này, ba thước gióng này, bốn thước gióng này. Và nếu như bây giờ chúng ta làm một phép đo thì chúng ta sẽ thấy từ đây cho đến đây, từ đây cho đến đây, từ đây cho đến đây, nó sẽ bằng nhau. Đấy, tương tự như thế, nếu các bạn chọn dưới đây ạ, chia theo giữa, thì điểm giữa của đối tượng xanh này đến điểm giữa của đối tượng tím, điểm giữa của đối tượng tím đến điểm giữa của đối tượng vàng, điểm giữa đối tượng vàng đến điểm giữa của đối tượng đỏ này sẽ được chia đều nhau, bằng nhau. Đấy, xét ra nữa thì những cái còn lại này các bạn cũng sẽ suy luận ra được. Có nghĩa là gì đây? Chia đều khoảng cách từ đáy của đối tượng nọ đến đáy của đối tượng kia, chia đều khoảng cách từ cạnh trái của đối tượng nọ đến cạnh trái của đối tượng kia, chia đều khoảng cách từ tâm theo trục dọc của đối tượng nọ sang tâm theo trục dọc của đối tượng kia, và cuối cùng là chia đều khoảng cách từ lề phải của đối tượng nọ sang lề phải của đối tượng kia. Như vậy là ngoài cái việc gióng hàng trái phải trên dưới, thì nó còn có bổ sung thêm cho các bạn một cái lệnh, nhóm lệnh nữa, đó là chia đều khoảng cách giữa các đối tượng được chọn theo các tiêu chí khác nhau, chia đều từ bên cạnh trái, hay chia đều từ bên cạnh phải, hay chia đều từ trục giữa, vân vân. Thì đấy là cái thao tác bổ sung thêm cho các bạn trong lúc mà chúng ta thao tác, thì chúng ta cũng thường xuyên phải làm những chuyện như thế này.